Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi cái trò chơi Dragon Ball Z Evolution. Rồi mình chơi cái chế độ thử thách với bạn Trang Duy. Vâng, mình làm vô đầu tiên về cái này chơi cái độ thử thách của mình. Nói chung mình chơi cái độ thử thách này để mình có tiền. Để mà có tiền có thể mở khóa những nhân vật còn lại. Đầu tiên nó đưa cái thằng Z lên đấu với mình kìa. Đấy, mình là Goku C4. Giờ sao? Bây giờ sao? Ở đó. Cái thằng này chỉnh thật mày hả? Chính đó. Đấy, ăn một quả là ăn một. Trời ơi, không ngờ nó là quỷ lưu diệt mình luôn. Xuyên đòn quỷ gì có đó. Nó như mày phá. Ấu ấu. Trời ơi, mày đã bị ăn trưởng. Bây giờ chúng ta sẽ là tiếp tục hồi xưa chưa. Một quả nè, ăn trưởng nè. Xì lên xấu xí là ok. Được. Thế là xong bằng. Rồi vâng. Đây rồi cái này thứ hai thì cho mày thằng thiên đấu viên Jiren nữa chứ. Trời. Thi cái gì vậy? Thiên đấu với ta, đấu với ta. Cái gì muốn làm gì? Trời ơi, xấu. Thế nào? Trời ơi, biết đi. Yeah, em sẽ bị tiêu diệt. Bấm bấm bấm. Xong phim. Vâng, như vậy là đã giải quyết xong. Vâng, vâng, cuộc chiến của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục. Vâng. Đây là cái màn thứ ba của mình. Nó đưa cái hàng này để đấu. Vâng. Cô Atsi bọn sẽ nấu với hàng. Một cái thằng thiên nằm cái gì thì trời quá cha chết rồi con đấu hả mày ghê cha. Mày sẽ chơi với ai ha? Mày sẽ chơi với ai? Được rồi, được chưa? Hay trời, ok, trời ơi.
Shit.